Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn, chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông, bước sang tháng năm âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tháng năm âm lịch năm 2021 của tuổi Tý, Tử Vi tháng năm năm 2021 âm lịch của tuổi Tý chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng năm âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng năm âm lịch năm 2021 của tuổi Tý. Tử vi tháng năm năm 2021 âm lịch của tuổi Tý chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi tí âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi cho thấy, bước sang tháng 5 âm lịch năm 2021 này, về phương diện sự nghiệp của người tuổi tí không phải lo lắng quá nhiều nhờ có sự hỗ trợ của chính ấn nhưng đừng vì thế mà trở nên lười nhác bạn nhé hãy thúc đẩy bản thân để vươn tới những mục tiêu mới gia tăng hiệu suất công việc đi nhé những vấn đề còn tồn động trong quá khứ có thể quay trở lại buộc bạn phải giải quyết nhưng đó không phải vấn đề vì đơn giản là đã đến lúc bạn phải giải quyết chúng hơn nữa đó cũng là việc nhỏ xíu nên bạn đã trì hoãn quá lâu vì dường như đã quên mất mà thôi con đường sự nghiệp có thể chứng kiến nhiều chuyện đáng mừng, có thể những điều mà bạn chưa từng mong đợi cũng sẽ đến như một phép màu như là cách công sức của bạn đã âm thầm được ghi nhận bao lâu này. Sao giải thần ghé thăm thực ra là lúc bạn giải ách trừ hung nhờ vào từ những việc tốt bạn làm cho mọi người bao lâu nay, nhìn chung tháng này không lo vận hạn. Đây cũng là cơ hội tốt để giải phóng tinh thần khỏi những tổn thương tâm lý bấy lâu, đồng thời hiểu thêm về chính mình. Đây là cách tốt nhất để bản thân bạn cởi mở để đón chờ những mục tiêu và mong ước mới. Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi Tý âm lịch về phương diện tài lộc. Theo tử vi tháng 5 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch với tuổi Tý do ảnh hưởng của đại hao không hề nhỏ, do đó người tuổi Tý không được chủ quan. Nhất là với những ai cho rằng mình đã lên kế hoạch chi tiêu từ sớm, thực tế là bạn gặp những hoàn cảnh không thể không rút hầu bao nếu có thể hãy đặt ra một mục tiêu tài chính cuối cùng cho bản thân điều đó sẽ giúp việc quản lý chi tiêu của bạn chặt chẽ hơn và bạn có thể cân đối giữa tháng này với tháng khác khi kế hoạch một tháng bị phá vỡ vì một lý do bất ngờ nào đó tam bích bay về phương tây cũng là điểm báo không hay về tình hình tài chính của bản mệnh vì rất dễ để xảy ra trộm cướp do đó ở nhà hay khi đi đâu bản mệnh cũng nên hạn chế việc mang theo nhiều tiền mặt để hạn chế rủi ro có thể xảy ra ngoài ra bạn nên nhớ rằng người bình thường dễ nảy sinh lòng tham khi để cho họ thấy được tiền bạc do đó nên tránh việc để lộ ra rằng bạn đang có nhiều tiền nhất là không được khoe ảnh tiền bạc vàng nhẫn của mình lên trang cá nhân để tránh những ánh mắt soi mói Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi tí âm lịch về phương diện tình duyên. Xem tử vi năm 2021, tháng này thủy hỏa bất dung, tinh thần không ổn định, tính khí nóng nảy, tính cách cực đoan và đó là lúc bạn gây căng thẳng với một nửa của mình. Nhân duyên khác giới tuy tốt nhưng lại không biết tiết chế cảm xúc, tinh thần ước chế và có xu hướng, giận cá chém thớt. May mắn là người ấy hiểu và nhẫn nhịn được những lần bạn nổi nóng, nhưng đừng vì thế mà, làm tới, đấy nhé bạn cần nhận ra bạn đang lan tỏa năng lượng tiêu cực cho mọi người những người thân yêu của bạn không xứng đáng bị bạn đối xử như thế do đó hãy bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ trong cuộc sống của mình kể cả những suy nghĩ hay niềm tin tiêu cực việc này phải xuất phát từ sự thấu hiểu bạn nên quan sát và lắng nghe nhiều hơn thường bạn rất khó kiểm soát được cảm xúc lúc nóng giận do đó ngày cuối tuần là thời gian để cân bằng lại các mối quan hệ quanh mình hãy thử nhìn nhận chúng dưới nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ tìm ra lỗ hổng đang khiến bạn và đối phương trở nên xa cách. Nếu có thể, những cặp vợ chồng nên đi chơi xa để giải tỏa stress cũng như căng thẳng để có cơ hội làm mới tình yêu của mình đi nhé. Nếu hạn chế về thu nhập thì có thể ưu tiên giải pháp đến chơi một người bạn ở ngoại thành xem sao. Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi tí âm lịch về phương diện sức khỏe. Thời gian này là tiết lập hạ, thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi cả nội nhiệt nóng bên trong lẫn ngoại nhiệt nóng bên ngoài môi trường. Đó là lý do bản mệnh rất dễ ốm đau, nhất là những ai có sức đề kháng yếu. Lúc này rất dễ mất ngủ vì trong lòng bất an, tâm tính nóng nảy. Càng hay mất ngủ bạn lại càng yếu và mệt hơn, do đó nên điều chỉnh lại giờ đi ngủ sớm hơn thường ngày bạn nhé. Nhiều người thậm chí có những hôm bị sốt nhẹ, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, phải đắp chăn giữa đêm hè rất khó chịu sáng dậy thường mệt mỏi vì hay bị đau đầu nên ưu tiên ăn đồ mát để làm dịu cơ thể hạn chế ăn những loại hoa quả gây nóng và có chứa nhiều đường như mít sầu riêng vải nếu bạn vẫn muốn ăn thì nên ăn một lượng nhỏ mà thôi hơn nữa thay vì thói quen uống sinh tố bạn nên ưu tiên ăn quả tươi hơn vì như thế mới đảm bảo chất sơ và tránh trường hợp bạn sử dụng quá nhiều lượng đường vốn sẵn có trong các loại hoa quả Ví dụ ăn một quả cam là đủ lượng đường như lúc làm nước cam bạn cần tới 3 đến 4 quả thì có nghĩa là bắt đầu thừa đường rồi nhé. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tí trong tháng 5 âm lịch năm 2021 này. 1. Mậu tí thuộc mệnh hỏa, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết bạn đang được nuông chiều quá mức nên đang chây lười hơn trước. Quý nhân, sửu, mão. Tiểu nhân, hợi, thân. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. 2. Canh tí, thuộc mệnh thổ, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết, nếu vội vàng dễ làm hỏng việc lớn, hãy kiểm soát cơn giận. Quý nhân, thân, sửu. Tiểu nhân, mùi, mão. Màu sắc may mắn, tím, trắng. 3. Nhâm tí, thuộc mệnh mộc, nam thái dương, nữ thổ tú khẩu quyết, có người su nịnh, giả vờ thân quen để tìm cơ hội lợi dụng bạn. Quý nhân, mùi, thìn. Tiểu nhân, mão, ngọ. Màu sắc may mắn, đen, trắng. 4. Giáp tý thuộc mệnh kim, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, bạn càng không khiêm tốn mọi người càng tìm cách xa lánh bạn. Quý nhân, thìn, sửu. Tiểu nhân, mão, dậu. Màu sắc may mắn, hồng, xanh da trời. 5, Bính Tý thuộc mệnh Thủy, Nam Thái Âm, nữ Thái Bạch. Khẩu quyết: Hãy kỷ luật bản thân hơn và luôn xây dựng tinh thần cầu tiến. Quý nhân: Tý, Mùi. Tiểu nhân: Mùi, Dậu. Màu sắc may mắn: Hồng, trắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.